Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin 24/7 trên kênh AFBNC. Thưa quý vị, không như cảm nhận của nhiều người thì số căn hộ chào bán mới trong quý 3 2015 nghiêng hẳn về khu Nam thành phố Hồ Chí Minh với các dự án tại quận 4, quận 7, quận 8, quận Bình Chánh, quận Nhà Bè chứ không phải phía Đông vốn được xem là khu vực dẫn dắt thị trường bất động sản. Đây là nhận định của CBI về thị trường căn hộ trong 3 tháng vừa qua. Đại diện công ty cho rằng đây là một tín hiệu tốt, chứng tỏ thị trường đang phát triển đồng đều chứ không chỉ tập trung ở một số khu vực trọng điểm. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2015 thì chúng tôi đã nhận thấy là số lượng căn đã lên tới gần 25.000 căn hộ được chào bán. Thì cái quý này là 10.114 căn. Và đặc biệt là nó không chỉ tập trung vào khu vực phía đông thành phố và khu vực mà chúng ta đang nghĩ rằng là gần như là khu vực dẫn dắt của thị trường. Thì ở đây nó nằm ở tất cả các cái khu vực khác. Đặc biệt là nếu mà tính về tỷ trọng thì khu vực phía nam thành phố bao gồm quận 4, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8 thì nó chiếm tới 36% trong cái tổng nguồn cung chào bán mới, có nghĩa là nó cao hơn hẳn khu vực quận 2 hiện tại chỉ chiếm 29% thôi. Thì điều đó cũng thấy rằng những cái thị trường nhà ở hiện tại nó đang được phân hóa ra nhiều khu vực cho nó không chỉ tập trung một khu vực, đấy là một cái tín hiệu tốt. Nếu chúng ta nhìn vào những cái giao dịch thành công thì cái tổng số giao dịch thành công cho quý 3 năm 2015 hiện tại nó chỉ khoảng hơn 3.500 căn thôi, thì cái tỷ lệ nếu mà so với tổng số căn thì cái tỷ lệ là khoảng tầm 31%, thì cái tỷ lệ này nó thấp hơn một chút so với tỷ lệ của tháng trước. Và tháng trước thì chúng tôi có nói là nếu mà cái tỷ lệ hấp thụ mà nó xuống dưới 50% là cái điểm mà chúng ta cần phải theo dõi sát sao, và có thể là những cái mà chúng ta cần phải lo ngại về việc là liệu có quá nhiều nguồn cung không. Và chúng tôi cũng muốn tiếp tục theo dõi là từ đây cho đến hết năm xem là cái xu hướng nó có đi xuống tiếp hay không, hay là nó do những cái yếu tố tác động nhất thời. Thì vừa rồi chúng tôi thấy rằng là hầu hết những cái dự án được chào bán mới trong quý 3 năm 2015 là những dự án mà nó nằm không phải nằm tại khu vực trọng điểm, là khu vực được yêu thích của người mua, và nó nằm trải đều ở những khu vực khác. Thì tôi nói là khu vực quận 7, khu vực Nhà Bè, khu vực quận 9, quận 8, thì đó có thể là lý do khiến người mua họ không thực sự mặn mà để mua vào dự án. Và thứ hai nữa là quý 3 năm 2015 trong đó có 2 tháng là tháng mà chúng tôi gọi là tháng cô hồn, là tháng mà người mua họ cũng tránh không ký hợp đồng, mà họ có thể dồn sang cái quý và những cái tháng sau. Thì đấy có thể những cái lý do tạm thời mà chúng tôi nghĩ tới, và do đó chúng tôi sẽ theo dõi sát sao thị trường để xem là quý 4 nó có tiếp tục cái xu hướng này không, và chúng tôi sẽ đưa ra những cảnh báo khi cần thiết. Thưa quý vị, công trình xanh là khái niệm được nhắc đến thường xuyên trong ngành xây dựng thời gian gần đây. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước thì hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào định nghĩa về công trình xanh, cũng như các hướng dẫn quy định cụ thể về xây dựng công trình xanh. Vì vậy, để công trình xanh trở nên danh chính ngôn thuận và khuyến khích được dạng công trình này phát triển, Bộ Xây dựng đang soạn thảo một thông tư dành riêng cho công trình xanh và dự kiến sẽ sớm ban hành trong thời gian tới. Tại hội thảo quản lý thiết kế thi công công trình nhà cao tầng và định hướng phát triển công trình xanh tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng hôm 21 tháng 10, ông Nguyễn Công Thịnh, vụ phó vụ khoa học công nghệ môi trường thuộc Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này đang xây dựng một dự thảo dành riêng cho công trình xanh với các tiêu chí, hướng dẫn đánh giá và trình tự thủ tục để được xác nhận công trình xanh. Khi được ban hành, đây sẽ là văn bản quản lý nhà nước đầu tiên đề cập và quy định cụ thể về công trình xanh. Bởi hiện nay Việt Nam chỉ có một bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 09 quy định về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Theo các chuyên gia, bộ quy chuẩn này chưa khái quát đủ tiêu chí của công trình xanh như sử dụng nước hiệu quả, sử dụng vật liệu thân thiện, chất lượng môi trường trong công trình. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, đây là một động thái khá chậm so với xu hướng chung trên thế giới. Tuy nhiên, thông tư này rất cần thiết và cần được ban hành càng sớm càng tốt. Thì cái điều này rất là tốt cho về mặt đất nước chúng ta trong tương lai. Cho nên chúng tôi rất hoan nghênh Bộ Xây dựng khi quyết định là sẽ ban hành các cái thông tư để hướng dẫn thực hiện việc này. Tuy nhiên chúng tôi muốn nâng điều này lên một mức cao hơn, là chúng ta cần bổ sung vào luật xây dựng những cái chỉ dấu, những cái tiêu chí về công trình xanh, về những dự án xanh, và qua đó chúng ta có những chính sách để khuyến khích các nhà đầu tư phát triển bất động sản, các doanh nghiệp. Hiện nay các công trình được công nhận là công trình xanh tại Việt Nam là dựa vào các bộ tiêu chuẩn khác nhau do những tổ chức trong và ngoài nước cấp như Lotus, LEED, BREEAM hay EDGE. Số lượng các công trình đạt các chứng chỉ này cũng chưa nhiều. Theo nghiên cứu mới công bố từ hãng tư vấn bất động sản Jones Lang LaSalle JLL,
thì giá bán căn hộ của các dự án gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng từ 7 đến 10%. Khảo sát của nhà tư vấn JLL về thị trường bất động sản quý 3 cho thấy cả giá bán căn hộ và đất nền ở hai thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng lên rõ rệt. Trong đó, riêng giá bán sơ cấp của các căn hộ có tiến độ xây dựng tốt đã tăng từ 7 đến 10%, riêng giá bán thứ cấp căn hộ thậm chí còn tăng từ 10 đến 20%. Dù lượng căn hộ cao cấp được chào bán trên thị trường quý 3 vừa qua đã tăng hơn 10% so với tổng nguồn cung nửa đầu năm, nhưng đà tăng nhiệt của bất động sản vẫn giúp tỷ lệ bán ra thành công tại các dự án đạt hơn 80%. JLL nhận định, giá bán tăng nhờ sức mua cải thiện liên tục, không chỉ vì nhu cầu nhà ở mà còn vì nhu cầu đầu tư. Chỉ một vài dự án ở quá xa trung tâm có giá giảm, nhưng mức giảm không đáng kể. Cá biệt như ở phân khúc biệt thự và nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng dự án mới mở bán tăng gấp 3 lần so với quý 2 năm nay. Hay quận 9 với các dự án bình dân được xem là nơi có sức tiêu thụ tốt nhất thị trường với lượng giao dịch tăng hơn 40%. Mới đây thì Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết Ủy ban Nhân dân đã thống nhất ý kiến của các chuyên gia và nhất trí chọn đồ án của công ty Nikken CK để thiết kế khu trung tâm hành chính mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đồ án được chọn là của công ty Nikken CK, từng đạt giải cao nhất trong cuộc thi ý tưởng sáng tạo đồ án thiết kế khu trung tâm hành chính Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong cuộc thi, do có hai đồ án cùng đạt giải nhì là Nikken CK và City Skyline không có giải nhất, nên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến chuyên gia. Trụ sở mới của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bố trí 8 cơ quan nhà nước với 95 phòng ban trực thuộc, tương lai có khoảng 1.700 người làm việc. Dự kiến màu sắc, chất liệu của khối công trình xây mới sẽ đảm bảo bảo tồn tổng thể kiến trúc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu phải bố trí sân bay dành cho máy bay trực thăng. Và trong phần tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý sau. S&P nâng xếp hạng tín nhiệm của Ukraine lên khỏi mức vỡ nợ một phần. Toyota công bố triệu hồi 6,5 triệu xe toàn cầu vì lỗi kỹ thuật.